Người đàn ông bất ngờ hít hà quần jeep của một chị hầm. Và như vậy là một người đàn ông đã đi vào trong một con ngõ nhỏ. Rồi, như vậy anh đang dừng xe chậm lại rồi. Anh đang quan sát đây rồi. Đấy. Như vậy anh đang nhìn ngắm xung quanh xem là có ai không. Rồi, đấy. Rất là kỹ lưỡng luôn. Rồi, nhìn xung quanh không thấy ai rồi. Rồi. Chấm chấm chấm. À, nhìn vào trong nhà. Rồi. Làm gì? Ba. Wow, wow, tỉnh táo đấy. Wow. Tỉnh táo ghê luôn. Rồi. À, chưa dừng lại đây. Dạ. Yeah. Anh vẫn đang đứng cạnh dây phơi luôn. Anh chắc là để ý lâu rồi đấy. Vẫn đang ngắm ở đây. Nhìn xung quanh xem có ai không. Ồ đây, ngoài lại rồi. Ồ ngoài lại rồi, ngoài lại nhìn rồi. Không có ai, hình như không có camera. Ui, tính rồi. Có người đi qua. Có người đi qua, có lẽ đã nhìn thấy hành động của người đàn ông này. Vâng. Như vậy anh đã bỏ đi. Đấy, biến thái đến mức này cơ à. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.